hai năm liên tiếp lập kỷ lục với mức tăng trưởng ba con số năm 2019 tiếp tục là năm Kaspersky Việt Nam gây ấn tượng mạnh với kỷ lục tăng trưởng ba con số doanh thu mảng B2B của Kaspersky tại Việt Nam tăng trên 100% liên tiếp trong hai năm 2018-2019 với sản phẩm doanh nghiệp lớn lập thêm kỷ lục tăng trưởng hai con số so với năm 2018 500% so với năm 2017 trong bối cảnh giảm chung của nhóm sản phẩm cá nhân Phối sản phẩm B2C của Kaspersky vẫn giữ vững kết quả ổn định trong 3 năm liên tiếp. Phối sản phẩm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng chậm hơn so với mảng Enterprise, nhưng cũng đạt hai con số. Bức tăng trưởng của Kaspersky về mảng Enterprise trong năm 2019 chứng minh rõ rệt xu hướng đầu tư công nghệ của các doanh nghiệp trong nước. Khi các doanh nghiệp đang thực sự chú trọng bảo mật, đặc biệt, những tổ chức tài chính, hành chính công và thương mại dịch vụ, cũng như thương mại điện tử đang sẵn sàng đầu tư vào các dịch vụ cao cấp có sự tham gia on-site của chuyên gia bảo mật tư hãng. Thời gian tới, Kaspersky mong muốn triển khai các giải pháp và dịch vụ bảo mật mạng tiên tiến hơn để bảo vệ triệt để thông tin và dữ liệu của người dùng khỏi những mối đe dọa mạng.